Xin chào mọi người nha. Trước khi quay clip thì em để cái thông tin liên hệ đây cho mọi người xem nhé. Mọi người xem clip mà có nhu cầu thì cứ liên hệ Zalo 3 số này nhé. Số nào trả lời thì mọi người nói chuyện. Rồi nay em ráp xong cái máy laser, máy cắt xốp nhé. Nhầm, cắt xốp phun khổ này. Cái này cho mấy cái bác làm bên ngành đúc, ngành bao bì ấy. Người ta cắt những cái mô hình lớn lắm. Khổ máy này là 1m4 x 2m5 nhá. Đây, em quay sơ qua cái. Cái nhôm đứng này là nhôm 36 nha mọi người. Đây này. Đây, 36 thì bản nó như này. 3 phân và 6 phân. Còn cái nhôm 20Y này thì em làm là nhôm 60-60 nha. Cho nên là cái này nó cái tình trạng võng là không có đâu. Có nhưng mà cái sai số nó nhỏ lắm nha mọi người. Và mọi người mà muốn cái khung mà nó cứng hơn thì làm bằng sắt thôi. Sắt thì lại không vận chuyển đi xa được, chỉ vận chuyển ở những nơi gần thôi. Em cắt thử cái chữ nhé. Đây, mở nhiệt lên, sau đó đợi cái dây nó nóng. Mọi người đừng có chỉnh cái dây này đỏ quá nhé. Đây, cái đường cắt mà mọi người thấy lớn quá thì tăng tốc độ lên hoặc giảm nhiệt xuống sẽ cho nó tương đối thôi. Tại vì cái định lượng xốp nó khác nhau thì mọi người phải tự căn chỉnh. Rồi tốc độ mình đang chạy mình cũng có thể chỉnh được nha. Cắt vầy thì nó rụng hết cái chữ rồi luôn. Đây, cái xốp của mọi người mà nó dày ấy, thì mọi người đi chậm lại một chút nữa nhé. Này xốp của em có 2 phân thôi. Tăng nhiệt lên tí đi. Đây mọi người thấy này, cái dây này khi nó nhiệt nó lên nó sẽ bị trùng nhá. Mọi người mà nó bị trùng là mọi người chỉnh cái lò xo này nhá. Nó căng ra. Đây, cái chữ này nó đến 1m nha mọi người.
Rồi, cắt xong nó sẽ về lại vị trí đầu tiên nhé, và nó sẽ tắt nhiệt cho mọi người nhé. Rồi, cắt xong thì nó rụng hết ra như vậy rồi. Lấy ra bỏ đất đi. Rồi, tất cả biên dạng 2D mình máy nó sẽ cắt được hết nha mọi người. Cần làm được cái file bỏ cho thôi. File này thì mọi người nhận máy rồi em hướng dẫn cho. Tầm nửa tiếng là mọi người làm được. Đây. Đây khung máy thì gồm như vậy thôi. Mọi người mà về mà bỏ cái shop mà nặng hơn thì mọi người gia cố thêm khung sắt nhé. Nếu muốn cứng, còn cái cơ bản cái này nó cũng chả cong nổi đâu. Đây. Tiếp theo đó là phần tủ điện nhá, tủ điều khiển nhá. Tủ điều khiển này thì đây em ghi chú hết à, mọi người cắm đúng là được. Hai dây tín hiệu kết nối máy tính nhá. Đây. Máy tính thì có cái cổng này là được, LVT là được nhé. Sử dụng mắc 3 nha mọi người. Mà lập trình gì thì nó sẽ chạy trên này thôi. Rồi tiếp theo đến là cái tủ nhiệt nhé. Đây. Nút nó nguồn, nút này nút chỉnh nhiệt độ. Đấy. Tổng thể của nó như thế này. Rồi mọi người mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua Zalo 3 số này nhé, đều được nhé. Rồi clip em xin dừng tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.